Hello, xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn đã đến với kênh Trăm Hen Ben. Sắp hết mùa đông rồi, chuẩn bị sang xuân rồi mà bây giờ còn tuyết rơi nữa cả nhà. Đây là cái phía trước này, hên là mình chưa có bỏ rau củ quả xuống trồng, còn thôi là bây giờ nó cũng đông đá luôn. Ờ, đi làm về hả? Chưa kịp thay đồ hay gì hết. Đi làm về xong là phải đi đi chợ mua mua rau củ. Bữa nay ngày mua rau củ quả cả nhà. Anh Hen thì anh Hen đi làm rồi, có anh Hen ở nhà thì mình còn đỡ bận rộn hơn. Còn anh Hen đi làm, anh Hen đi Đức làm thì còn có mình với lại Ben ở nhà nên đủ thứ chuyện trên đời hết luôn. Đây bữa nay đi mua rau củ quả mà siêu thị ở bên đây á. Một lần mà đi siêu thị ở bên Hà Lan là mình không có mình đi vô siêu thị thì người ta không có bỏ đồ ở trong cái bị cho mình. Ví dụ ở Việt Nam mình đi Lotte hay đi siêu thị á là mình ra đồ á mình phải không có cần đem cái giỏ theo để mình đựng. Còn bên đây một lần đi siêu thị á, là mình phải đem theo giỏ sách của mình để mình đựng, chứ còn không thôi là người ta đâu có bỏ cho mình đâu. Người ta tính tiền, người ta chỉ quăng đồ qua thôi. À bữa nay mình mua được mình mua rau củ quả, đây là rau spinach trong vịt đó cả nhà. Đây bị này là khoảng cỡ, bị này là 400 g, bị này 400 g là khoảng cỡ gần 50 ngàn nè. Đó là rau spinach nè, chu cha. Còn cái này nè, giá Việt Nam có nhiêu đâu, cái bị này á mua Phật nó bán có 250 g, 250 g mà 50 ngàn, 50 ngàn, 250 g giá 4 cái bơm. Bữa nay đi chợ mua rau củ. Còn bây giờ là cái gì ở trong siêu thị nó cũng mắc hết, rau củ quả gì ở trong siêu thị cũng mắc hết. Cái bị xà lách đây nè, hồi xưa mua có 25 ngàn à, là nó cắt nó rửa sẵn hết cho mình luôn, nó rửa sẵn hết, giờ nhà mình chỉ mở ra mình ăn thôi. Trong đây có xà lách với lại miếng bắp sú và lại miếng cà rốt, hồi xưa là 25 ngàn, 25 ngàn, bữa nay lên đó là 35 ngàn. Hành lá nè, hành lá ở đây bự chưa cả nhà, hành lá nè đó. Hành lá này thì hồi trước á, trước cái lúc mà chiến tranh với lại giá ga đồ xăng dầu nó tăng á, thì cái này chỉ có 12 ngàn, 12 13 ngàn, mà bữa nay á, là lên tới 25 ngàn, cái gì nó cũng lên gấp đôi hết luôn. Đây xà lách ở bên đây là xà lách mỡ như bên mình nè đó, hồi xưa là cũng mười mấy ngàn, bữa nay lên là cũng 40 ngàn cái xà lách này. Xà lách bên đây tốt chưa, bắp sú cũng vậy luôn, cái gì cũng lên giá. Ở bên đây cái gì họ cũng bỏ cái bị ni lông vô hết, lúc nào cái miệng kêu bảo vệ môi trường, bảo vệ môi trường nha, bảo vệ môi trường với các bạn mẹ, mà cái gì có cái gì cũng bỏ bị ni lông hết á, mà cái miệng lúc nào cũng kêu bảo vệ môi trường. Còn đây là cà chua, cà chua này là mình mua ba trái 75 ngàn nè cả nhà, cà chua thịt. Dễ thương chưa, nó ít hột nên gọi là cà chua thịt. Bây giờ củ hành á, chỉ còn có củ hành là rẻ không, bị củ hành này à 2 kg, củ hành đỏ này 2 kg khoảng cỡ tầm 25 ngàn đó. Này là củ hành hành thường cũng khoảng cỡ tầm, này là 2 kg, 2 kg khoảng cỡ ba mấy ngàn á đó. Một lần đi chợ là phải đem bị đi đựng, còn mà mình không đem bị đi đựng thì sao mình ôm. Hồi lúc đầu mới qua vô siêu thị mua đồ đâu có biết đâu, nó ủa sao mày không cho tao có bị bỏ vô, nó nói là ủa mày đi siêu thị thì mày phải đem giỏ rồi mày đi theo mày đựng chứ, bảo vệ môi trường. Trời ơi, giờ bảo vệ môi trường mình đem theo cái bị ra mình đựng rồi còn nó bảo vệ môi trường quá, mẹ cái gì nó cũng bỏ bị ni lông vô hết cả nhà, đúng quỷ không. Bây giờ là đi nấu phở gà phía đang sau nè, đang đang hành nồi phở gà nè, bốc khói tùm lum nè, để nấu để chiều hai mẹ con ăn phở gà. Đây là cái nồi phở gà của hai mẹ con mình nè. Bên đây thì mình nấu rất đơn giản, muốn ăn phở gà thì mình không có mua nguyên con gà tại vì cũng không có hen đít ở nhà nữa, mình ra mình mua 2 cái đùi ở cả nhà đó. 2 cái đùi này thì mình mua khoảng cỡ tầm 50 ngàn thôi, mình về nhà mình luộc, lát mình chiều mình ăn phở gà, nấu đơn giản à. Bây giờ mình sẽ luộc phở, bánh phở. Ở bên đây thì không có bánh phở tươi nên mỗi lần mình ăn á, là mình phải mua bánh phở khô, mình mua cái loại này là ăn rất là ngon luôn. Rồi mình về nhà mình luộc ra là nó giống như cái phở tươi ở Việt Nam mình vậy đó cả nhà.
thường là hai vợ chồng đứa con là ăn một gói này. Một gói này là 400g. 400g thì mình luộc ra khoảng cỡ tầm hơn 1 kg phở tươi á. Đợi nước sôi rồi mình bỏ vô mình luộc thì cái sợi phở khô nó như vậy. Đây, cho cả nhà xem. Đó, cái sợi này nè, nó sẽ có nhiều size nha. Nó có nhiều size, đây là size L, nó có size M, size L. Gà thì cũng đã chín rồi, bây giờ mình xé gà ra. Xé gà xong rồi cái xương gà mình bỏ vô lại cái nước. Bỏ vô lại cái nước cho nó ngọt. Trời ơi, rất rẫu. Trời, bao tay này mùa này là mua thì dở cả nhà. Còn mà cái đợt mà corona đi ra ngoài mua bao tay đâu có đâu. Người nào người ta cũng chữ bao tay hết. Nhiều người người ta sợ người ta mua bao tay này nè, người ta vô siêu thị á, người ta đi mua đồ, người ta sợ bóc đồ, mà mấy cái đồ mà sợ virus corona đủ thứ nên bịt mặt là chưa đủ nha, chưa đủ với mua bao tay. Mỗi lần đi vô mua đồ là bóc. Rồi giờ nhà bỏ cái bao tay luôn. Nhà mình là không ai ăn da gà hết. Da gà là mình bỏ không à, bỏ vô nước lại rồi mình cũng không có ăn luôn. Đây, gà ở đây nè, ngon chưa ha. Có lúc mình nấu phở á, mình luộc lên xong rồi cái gà này mình sẽ xé ra rồi mình roti, mình cho gia vị vô. Tại vì nhiều lúc ăn luộc á, ăn gà luộc á, hay lại bên cũng không có thích lắm. Nhưng mà thực chất ăn luộc thì nó sẽ tốt hơn. Mình thì mình nghiêng về cái ăn mấy cái thực phẩm dạng như là không có dầu mỡ nhiều á cả nhà. Lâu lâu mới ăn dầu mỡ nhiều chứ còn mà không có ăn da gà hay là chiên nhiều đâu. Thường có anh hen ở nhà thì ví dụ mình làm gì mình muốn quay á thì anh hen đến quay giùm mình, anh hen đến quay cho mình. Còn á bây giờ á anh hen đi làm rồi mình muốn quay gì là mình phải xét cái máy quay chỗ này rồi đem cái máy quay qua chỗ nọ đó. Xé xong rồi đây nè, đó có hai cái đùi ha, hai cái đùi mà xé ra nhiều lắm luôn á. Giờ mình đi qua đây, đó bây giờ mình đi qua đây mình bỏ gà vô trong. Điện thoại của ông Ben đeo mà tay dơ rồi sao mà bắt máy điện thoại đây. Ở bên đây mà có mình ở nhà không có chồng á, nó bận đủ thứ chuyện hết cả nhà. Một tay mình làm hết á. Đó, bây giờ muốn quay máy là phải tự động nè, chuyển qua chuyển lại đủ thứ chứ. Bây giờ là mình tỉ cái đầu hành đó cả nhà. Mình mua cái dao đây nè, mình mua cây dao rất là tiện luôn đó, nó có rất là nhiều cái lưỡi dao. Lúc đầu á mình lấy cái cây dao nhỏ nhỏ mình chặt cái đầu vậy nè. Mà bây giờ mình mua cái này rất là tiện, mình chỉ đỡ vô mình kéo một cái là nó cái đầu hành nó tét ra đó cả nhà thấy không. Đó, mình làm đơn giản vậy nè. Đó, mình bỏ vô đây nè. Mình ăn phở gà hay phở bò gì mình cũng thích ăn có đầu hành như vậy nè. Đó, xà lách này là mình mua về rồi mình chỉ lấy ra mình ăn thôi, khỏi cần rửa, nó sạch rồi cả nhà. Đây, cái bánh phở mình luộc ra nó như vậy nè cả nhà. Nóng hổi luôn. Ngon lắm. Tô này làm cho Ben trước nè. Vô đây thật thực chưa Ben? Ừ, ok. Được rồi hả? Dạ.
Tô này là tô của Ben, có tiêu, có đầy đủ hết rồi. Lát Ben sẽ bỏ thêm thêm một chút xà lách vô để Ben ăn nè. Đó, cho bạn của Ben, nó không có ăn đủ được. Bữa nay nó qua nhà chơi, nó không ăn đủ được nên mình phải cắt nhỏ để cho ông ăn nè. Cũng bỏ thịt gà, giờ ông không có ăn hành ăn gì hết á. Đây sơ có nút. Mà vậy mặt mẹ keep eating đó. Dạ. Mình nói là mình hỏi nó là ăn vô đây đủ chưa, hay là con muốn ăn thêm thịt gà thì lấy con qua con lấy. Đây đây cái tô này của ổng nè. Tô này của ổng là không có cái gì hết á. Ok. Nhà ăn phở gà với Ben nha. Ngon quá. Là tô của mình. Nhìn là biết của bà Trâm ăn rồi, quá trời ớt luôn. Đúng rồi. Đúng rồi nữa. Ông nhỏ bạn của ông Ben đây nè, lần đầu tiên ăn món phở gà Việt Nam, ăn sạch luôn, húp hết nước luôn, khỏi lẽ khỏi mất công rửa luôn. Còn đây là tô của ông Ben, ăn hết chưa, lại miếng giá, lại miếng salad đây nè. Cho ông Ben với lại bạn ông Ben ăn rồi, giờ tới phiên mình. Tới phiên mình ăn nè. Hai ông đi đâu giờ hả, la sùm cái mỏ hết, đòi ăn. Ông kia lần đầu tiên ăn phở, lần đầu tiên ăn phở gà. Mình nói là có thể là con ăn được, có thể con ăn không có được. Tại này là món Việt Nam. Mà cái món này mà cô thấy là con ăn được, con ăn thử không? Dạ cho con ăn thử, chắc con nhìn. Trời ơi chắc con ăn cũng không được đâu. Tại vì con không biết ăn đủ rồi, nãy mình cắt. Mình cắt ra cho ổng á. Cắt ra cho ổng ăn, không ăn sạch sẽ luôn. Không còn miếng nước nào hết. Giờ mình sẽ tiếp tục ăn cái tô phở của mình. Xin chào cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà đã luôn ủng hộ kênh Trâm Hen Ben. Cả nhà nhớ đăng ký ủng hộ cho gia đình Trâm Hen Ben nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.